phẩm bảo vệ sức khỏe Get 2 là giải pháp hiệu quả vượt trội giúp bổ sung canxi, vitamin D3, vitamin K2, hỗ trợ xương răng chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao, cải thiện tình trạng còi xương ở trẻ. Get 2 này là một cái sản phẩm, nó gồm có hai loại chính. Một là cái canxi dạng nano và hai là tảo đỏ, tảo nâu. Thế thì cái canxi nano ấy, nó giống như là cái vai trò của D3, tức nó nhỏ, nano là rất nhỏ cho nên hấp thu vào dễ. Còn tảo đỏ thì nó lại là có rất nhiều các cái vi khoáng khác, ví dụ như iốt, ví dụ như magie, ví dụ như kẽm vân vân, thì nó cũng bổ sung vào cho cái xương. Với các thành phần chính như canxi, vitamin D3 và vitamin K2, đặc biệt có hai thành phần nổi trội, đó là nano canxi, tảo biển đỏ, giúp cơ thể trẻ hấp thụ nhanh và cơ xương phát triển mạnh hơn nhiều lần. Được sản xuất tại nhà máy dược phẩm quốc tế Big FA, đạt tiêu chuẩn GMP với dây chuyền công nghệ chiết tách dược liệu hiện đại và đảm bảo vệ sinh an toàn, Get 2 được bào chế dưới dạng viên uống, mang lại sự tiện lợi và dễ dàng sử dụng cho các bạn nhỏ. Nhờ vào công dụng vượt trội cùng sự an toàn, tiện dụng, sản phẩm đã và đang là người bạn đồng hành của nhiều bạn nhỏ trên toàn quốc. Suy dinh dưỡng thấp còi là tình trạng trẻ chậm phát triển chiều cao, chỉ đạt dưới 90% so với chiều cao chuẩn. Ngoài việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng, cũng cần chuẩn bị cho con một chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.